Anh Khoa đang trở lại với tất cả quý vị trong chương trình Chìa khóa Showbiz và chuyên mục tiếp theo. Nếu có tham gia chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt vào tháng 5 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, hẳn không ai xa lạ gì với ca khúc chủ đề Sống như những đóa hoa. Không chỉ tạo nên bầu không khí xúc động trong hai đêm gala, mà ca khúc này vẫn còn đang tiếp tục truyền tải đi thông điệp ý nghĩa đến với cộng đồng trong suốt một tháng qua. Giống như tên gọi, ca khúc là thông điệp của niềm tin, của hy vọng và của những nghị lực sống phi thường trong đời sống này. Ý tưởng nào đã cho ra đời ca khúc này? Những câu chuyện đằng sau MV này là gì? Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện hết sức gần gũi và đầy thú vị với ca sĩ Vy Oanh, người chủ trì thực hiện dự án Sống như những đóa hoa, cùng với sự tham gia và đồng hành của rất là nhiều những ca sĩ đồng nghiệp nổi tiếng khác. Xin chào Vy Oanh, rất cảm ơn Vy Oanh đã tham gia cuộc trò chuyện trên kênh truyền hình FBNC chương trình Chìa khóa Showbiz. Chào Tiết Anh, Vy Oanh xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của đài FBNC. Trước khi mà có cuộc trò chuyện với Vy Oanh thì tôi vừa xem lại cái MV Sống như những đóa hoa thì phải nói là xem bao nhiêu lần thì cái cảm xúc nó cứ vẹn nguyên như lần đầu thôi, bởi vì đây là một cái MV rất là cảm động, một dự án cộng đồng rất có ý nghĩa. Thì do đâu mà Vy Oanh lại có cái ý tưởng làm cái MV như thế này? Thật ra thì đây là một dự án mà Vy Oanh đã ấp ủ rất là lâu, từ khi mà mình bắt đầu đi hát, đi biểu diễn và mình cũng chứng kiến được nhiều cái mảnh đời không có may mắn. Và trong những cái năm tháng mà bắt đầu lớn lên thì mình hình dung được những cái trách nhiệm về cho gia đình. Sau khi mà trách nhiệm gia đình hoàn thành rồi, bây giờ mình lại mong muốn đem một điều gì đó đến cho xã hội. Cái ca khúc Sống như những đóa hoa nó cũng là cái ca khúc chủ đề cho hai đêm gala Tỏa sáng nghị lực Việt do tập đoàn Hoa Sen phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức. Như vậy thì cái cơ duyên nào đã mang ca khúc trong cái MV của Vy Oanh đến với cái chương trình Tỏa sáng nghị lực? Vy Oanh nghĩ rằng chắc đó là một cái duyên, bởi vì trước đó thì Vy Oanh cũng đã đặt những ca khúc cho dự án của mình, nhưng mà tình cờ thì Vy Oanh lại nghe được ca khúc này trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt, và phải nói là ca khúc này đã làm cho mình có rất là nhiều cảm xúc, từng ca từ cho đến cái giai điệu bài hát đều rất là thu hút, và Vy Oanh quyết định là làm bài cũ cũng được, không có sao hết, miễn làm sao mà đủ để mà truyền tải được những cái thông điệp mà mình muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người thôi. Trong cái MV Sống như những đóa hoa thì không chỉ có 10 ca sĩ mà còn có những cái nhân vật, những người có một chút khiếm khuyết nhưng mà cái nghị lực sống của họ rất là lớn. Như vậy thì làm thế nào để Vy Oanh có thể tập hợp hết những nhân vật đó lại cũng như là 10 ca sĩ, bởi vì họ cũng có rất là nhiều cái công việc á, và cái công sức cũng như là cái công đoạn ghi hình, ghi âm, dàn dựng nó có khó khăn và nó có dài lắm không? Thực ra thì để mà quy tụ tất cả mọi người trong một ngày quay hình thì rất là khó khăn, bởi vì như mọi người cũng biết là tất cả những anh chị ca sĩ đều rất là nổi tiếng và rất là bận rộn. Và những tấm gương nghị lực mà Vy Oanh mời tham gia trong MV này cũng là những người mà rất thành công trong cuộc sống, và họ cũng đã có những cái cơ sở riêng của mình, thành thử ra họ cũng rất là bận rộn. Đó, thì trong những cái ngày mà thu âm trước đó thì mình có thể di dời là mình có thể người này thu giờ này, người khác thu giờ khác. Nhưng mà cái ngày quay thì bắt buộc tất cả mọi người phải cùng đến trong một ngày. Đó là cái điều khó khăn nhất mà Vy Oanh gặp phải, và cũng may là tất cả mọi người đều đồng lòng để hướng về cho cộng đồng, mong muốn có những cái hình ảnh đẹp nhất, tốt nhất, cho nên là ai cũng rất là nhiệt tình tham gia. Điều đó cũng Vy Oanh cũng mừng lắm, và nhân tiện đây thì Vy Oanh xin được cảm ơn chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt đã cung cấp cho mình những tấm gương Tỏa sáng nghị lực Việt, 21 tấm gương mà họ đã tìm ra được đó, thì cái công đoạn tìm kiếm của mình nó cũng đỡ vất vả hơn. Và phải nói rằng là đó là một chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt, là một cái chương trình mà cũng đã cho Vy Oanh có rất là nhiều động lực, có rất là nhiều cảm xúc để Vy Oanh quyết định là phải làm liền bây giờ chứ không có để đợi chờ lâu hơn nữa. Như vậy trong quá trình làm việc với những ca sĩ cũng như là những nhân vật Tỏa sáng nghị lực Việt tham gia trong MV Sống như những đóa hoa thì Vy Oanh có những cái kỷ niệm gì với mọi người? Thực ra là thời gian để tham gia cùng nhau nó không dài, nhưng mà Vy Oanh có rất là nhiều kỷ niệm, mà cái kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là em bé bị bỏ rơi đó. Thì tại vì khi mà Vy Oanh đến chùa và thăm các em đó thì những cái hình ảnh của các em làm cho mình cảm thấy khó chịu lắm, làm cho mình cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để mà góp thêm được một tiếng nói, thì cũng giống như góp thêm được một ly sữa cho các em thì nó cũng đã là một cái niềm hạnh phúc mà mình cảm thấy là mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để mà... Thì đến bây giờ vẫn còn thấy nhớ lắm và chắc là cũng phải đi thăm em thường xuyên hơn. Dạ, và trong cái quá trình đó thì Vân thấy rằng những cái tấm gương nghị lực mà Vân có trong MV thì khi tiếp xúc với họ mình cảm thấy mình rất là may mắn. Mình cảm thấy là
nhiều lúc mình cảm thấy buồn quá rồi cảm thấy chán nản, nhưng thực sự khi nhìn họ thì mình cảm thấy sao cuộc sống này cho mình quá nhiều thứ mà mình lại không biết trân trọng. Cho nên là Vân rất là cảm ơn những tấm gương nghị lực đó đã cho bản thân Viu Anh, và Vân tin rằng tất cả những ai đã từng xem MV và từng xem họ cố gắng vươn lên trong cuộc sống này cũng sẽ có một cái cảm nhận chung với Viu Anh để chúng ta cùng yêu thương nhau hơn nữa, cùng trách nhiệm và cùng nghị lực hơn nữa. Vậy những ca sĩ tham gia vào trong cái video clip của Viu Anh á, họ chia sẻ như thế nào về cái dự án cộng đồng này? Sau khi mà MV hoàn thành thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất là vui, bởi vì mọi người cũng đã góp một phần nhỏ. Phải nói rằng nhờ tất cả các anh chị em nghệ sĩ đã nhiệt tình như vậy mà Viu Anh mới có được MV tốt, là một MV ý nghĩa gửi đến cho tất cả mọi người. Thành thử ra là ai cũng thấy vui lắm, và mọi người nói chung là cũng có cùng cảm giác với Viu Anh đó, cũng xem đi xem lại. Như vậy thì có thể nói là Viu Anh đã rất là thành công với cái MV Sống Như Những Đóa Hoa rồi, bởi vì cái cảm xúc mà MV này truyền tải phải nói là làm động lòng tất cả những khán giả xem qua. Như vậy thì sắp tới Viu Anh có cái hoạt động như là dự án âm nhạc nào cho mình hay không? Viu Anh nhân tiện đây xin được cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ MV này, bởi vì Viu Anh mong muốn MV đến gần hơn nữa với công chúng, để mà mọi người khi mà xem MV, những hình ảnh trong MV sẽ làm cho mọi người có cái động lực, có nghị lực sống tốt hơn nữa, và sẽ có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội nhiều hơn nữa. Sắp tới thì Viu Anh cũng có vài dự án âm nhạc. Viu Anh đang tham gia Gương Mặt Thân Quen. Sắp tới thì Đêm Chung Kết, và sau đó thì Viu Anh có một vài dự án riêng của mình, như là những cái MV ca nhạc hay là những cái CD. Nói tới Gương Mặt Thân Quen, tôi cũng có theo dõi cái chương trình này, thì Viu Anh thực sự là nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả, chúc mừng Viu Anh. Nhưng mà có một cái điều như thế này, cái giọng hát quá trong sáng của Viu Anh á, thì tôi thấy hình như là nó đang làm khó cho Viu Anh ở những cái bản cover lại ca khúc của Lý Hải chẳng hạn, hoặc là phải hát tiếng Hàn Quốc ca khúc Cry Cry của Tiara. Như vậy thì Viu Anh cảm thấy như thế nào khi mà mình phải cover lại những ca khúc rất là khó như vậy? Chương trình này rất là vui, và Viu Anh cảm thấy rất là hào hứng khi mà tham gia. Và cái điều quan trọng nữa nó cũng gắn kết với mình, đó là khi mà tham gia chương trình thì mình cũng sẽ trích ra để làm từ thiện, cái giải thưởng dành để làm từ thiện, cái điều đó mình rất là muốn. Cho nên khi mà bắt đầu tham gia chương trình là mình cũng đã nói chung là sung sức lắm. Nên là có những cái nhân vật mà mình nghĩ là ôi sao mà khó quá, không biết có làm được hay không, nhưng mà khi tham gia rồi thì không biết là cái động lực gì mà thấy là cuối cùng cũng đã hoàn thành xong, và nhận được những cái lời khen của tất cả mọi người, thì Vân nghĩ rằng chắc là mình cũng đã làm được phần nào đó tốt rồi đó. Nhưng mà về cái vấn đề mà để phải giải giọng như thế này như thế kia thì để bắt chước một cái giọng hát của người khác cũng như là phong cách điệu bộ đó, thì Vân cũng phải nghiên cứu kỹ lắm từ cái dáng đi như thế nào, rồi Vân coi rất là nhiều chương trình của họ và để thấy cái phong thái của họ, rồi cái sở thích của họ và cái cách phát âm nó như thế nào. Chẳng hạn có người thì phát âm rất là tròn vành rõ chữ, nhưng mà có người lại phát âm nó bẹt bẹt ra, hay là cái tiếng Hàn Quốc thì phải hát như thế nào. Nói chung là phải nghiên cứu rất là kỹ từng nhân vật. Xin cảm ơn những chia sẻ của Viu Anh, và xin chúc cho Viu Anh đạt được một cái thứ hạng cao nhất trong cái cuộc thi Gương Mặt Thân Quen và thành công trong bất kỳ dự án nào trong tương lai. Với Viu Anh thì Viu Anh nghĩ rằng là giải thưởng mà Viu Anh may mắn có được đó là sự thương yêu của tất cả quý vị khán giả. Còn nếu như trong chương trình này thì Viu Anh đã xác định ngay từ đầu là một cuộc chơi mà Viu Anh nghĩ rằng rất là thú vị, bởi vì ở trong đây thì tất cả các anh chị em rất là thương yêu nhau, tại vì không có ai bị loại hết. Cho nên cái bây giờ đó cái giải thưởng cao hay thấp thì nó không quan trọng nữa, mà quan trọng là tất cả mọi người cùng gắn kết với nhau, cùng đi những chuyến đi từ thiện, và thực sự là Viu Anh đang có những ngày tháng rất là đáng nhớ. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, và bên rất là mong được quý vị khán giả ủng hộ trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình sắp tới. Thưa tất cả quý vị khán giả, và trong cuộc sống này chúng ta luôn luôn cần niềm tin và nghị lực, cho dù là làm công việc gì hay ở vai trò nào của cuộc sống. Và những mong sao với những ca khúc như Viu Anh vừa chia sẻ vẫn luôn là những thông điệp hết sức lạc quan và yêu đời mà chúng tôi muốn mang đến cho tất cả quý vị, để chúng ta luôn vững bước trong cuộc sống này, để có thể đi qua hết những khó khăn trong đời sống của chính mỗi người. Còn bây giờ, anh Khoa xin được giới thiệu với tất cả quý vị chuyên mục tiếp theo trong một ít thời gian nữa thôi.